Vitamin D. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cơ thể sẽ sản xuất vitamin D một cách tự nhiên. Tuy nhiên, trong những tháng mùa thu và mùa đông, ánh nắng mặt trời không đủ mạnh cho việc sản xuất này. Do đó, có thể cần bổ sung vitamin D thông qua thực phẩm như dầu cá, trứng, nấm. Trong trường hợp bổ sung qua các nguồn thực phẩm cũng không đủ, Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyến nghị tất cả người lớn nên cân nhắc việc bổ sung vitamin D hàng ngày vào thời điểm này trong năm. Vitamin C. Vitamin C không chỉ được biết đến với khả năng hỗ trợ hệ thống miễn dịch mà còn đóng vai trò quan trọng trong cơ thể, như giảm cảm giác mệt mỏi, uể oải, giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Vitamin B. Vitamin B bao gồm 8 loại vitamin khác nhau. Mỗi loại lại có những vai trò riêng nhưng đều giúp cơ thể thêm năng lượng, cảm thấy thoải mái, đặc biệt trong những tháng mùa đông. Các vitamin này giúp tăng cường miễn dịch, tăng mức năng lượng, duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh, cũng như hỗ trợ tốt cho sức khỏe tinh thần. Dầu gan cá. Dầu gan cá là một chất bổ sung tốt trong những tháng mùa đông. Đây là nguồn dầu axit béo omega 3 cũng như vitamin A và D. Không chỉ giúp bổ não, dầu gan cá còn hỗ trợ dinh dưỡng cho thị lực, xương, hệ thống miễn dịch và sức khỏe của làn da. Kẽm. Kẽm là chất bổ sung ít được biết đến hơn nhưng cũng rất quan trọng trong những ngày lạnh giá. Khoáng chất này không chỉ giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch mà còn thúc đẩy tóc, da và móng khỏe mạnh. Hoa cúc tím. Đây là một phương thuốc thảo dược truyền thống, có thể được sử dụng như một biện pháp phòng ngừa để giúp phòng tránh nhiễm trùng cảm lạnh và cảm cúm, hoặc có thể giúp giảm các triệu chứng khi có những dấu hiệu đầu tiên khi bị cảm lạnh.